Và chào mừng cho sự góp mặt của 8 đội bóng và tổ trọng tài đến với giải đấu năm nay. Kính thưa tất cả quý vị thân mến, và bây giờ chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng vui lòng và chỉnh đốn trang phục của mình, và chúng ta sẽ vui lòng đứng dậy để chúng ta sẽ làm lễ chào cờ. Xin mời. Xin mời tất cả các thành viên của ban tổ chức và các cổ động viên, các vận động viên, chúng ta sẽ cùng vui lòng chỉnh đốn trang phục đứng dậy để làm lễ chào cờ. Tất cả chú ý. Hiệu. Chào cờ, chào. Xin cảm ơn rất nhiều và xin mời tất cả các quý vị đại biểu, quý vị khách mời, chúng ta sẽ cùng trở lại vị trí của mình. Kính thưa quý vị thân mến, đến với giải đấu năm nay lần đầu tiên tổ chức tại Triệu Sơn, một giải đấu hứa hẹn sẽ đem lại những trận đấu đỉnh cao và hứa hẹn sẽ đem lại thật nhiều những phút giây bổ ích sau những giờ làm việc căng thẳng của các doanh nghiệp. Và đến với giải đấu năm nay, tinh thần fair play và cống hiến xây dựng nền thể thao vô cùng phát triển, ngày một càng phát triển và chuyên nghiệp hơn của bóng đá huyện nhà. Và xin sau đây xin được trân trọng giới thiệu với toàn thể quý vị về với giải đấu năm nay đang có sự tham gia góp mặt cho chương trình khai mạc giải đấu năm nay. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu với toàn thể quý vị ông Lê Nam, trưởng ban tổ chức. Xin được giới thiệu ông Lê Anh là phó ban tổ chức. Xin được giới thiệu với quý vị đơn vị phối hợp tổ chức, anh Nguyễn Văn Hùng đại diện cho Nhịp Đập Triệu Sơn. Kính thưa quý vị thân mến, giải bóng đá bất động sản Triệu Sơn là một trong những giải đấu thường niên được tổ chức thường niên mỗi năm một lần, nhằm tạo ra một sân chơi bổ ích lành mạnh cho các doanh nghiệp bất động sản. Đây còn là nơi để các cầu thủ giao lưu học hỏi cũng như tạo tinh thần đoàn kết cho anh em bất động sản trong huyện nhà. Đến với mùa giải lần đầu tiên năm 2022 này, chúng ta cùng chào đón 8 đội bóng đại diện cho các doanh nghiệp bất động sản trên địa bàn huyện Triệu Sơn. Giải đấu được diễn ra từ ngày 2 tháng 10 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2022.
Mặc dù đây là một trong những đây là giải đấu non trẻ khi mới lần đầu tiên giải được tổ chức. Tuy nhiên, giải đấu hứa hẹn sẽ trở thành một sân chơi thường niên có quy mô và chất lượng chuyên môn cao dành cho các doanh nghiệp bất động sản. Giải đấu này đã tiếp tục khẳng định sự lớn mạnh trong phong trào bóng đá của huyện nhà nói riêng và phong trào thể dục thể thao nói chung. Và tiếp theo chương trình xin được giới thiệu với toàn thể quý vị trở về khu vực sân khấu để đọc diễn văn khai mạc. Sau đây xin được giới thiệu ông Lê Nam, trưởng ban tổ chức sẽ cùng trở về khu vực sân khấu. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các quý vị đại biểu, quý vị khách quý, kính thưa cá nhân, tập thể tài trợ cho giải, thưa toàn thể các cầu thủ, các đội bóng tham gia giải đấu và cổ động viên thân mến, lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt ban tổ chức giải gửi đến các quý vị đại biểu, các quý nhà tài trợ, các vận động viên cùng toàn thể cổ động viên lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất ạ. Hòa chung không khí xây dựng nông thôn mới sôi nổi của huyện nhà với mục đích tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp bất động sản trên mảnh đất Triệu Sơn, đồng thời tạo ra một sân chơi bổ ích là nơi giao lưu cho các anh em sau những ngày làm việc vất vả. Hôm nay chúng ta có mặt tại đây để chứng kiến lễ khai mạc giải bóng đá bất động sản Triệu Sơn lần thứ nhất năm 2022. Thay mặt ban tổ chức giải, xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý vị đại biểu, các đơn vị, các nhà tài trợ của giải đấu, hoan nghênh sự chuẩn bị của các đồng chí trong ban tổ chức giải, sự nhiệt tình tham gia của các đội bóng đến từ các doanh nghiệp bất động sản. Đặc biệt xin cảm ơn sự ủng hộ, cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên yêu quý. Giải đấu lần này một lần nữa tiếp tục khẳng định sự lớn mạnh trong phong trào thể dục thể thao của huyện nhà trong những năm trở lại đây. Tôi cũng xin đề nghị các cầu thủ tham gia thi đấu phát huy tinh thần đoàn kết, thi đấu trung thực, thể hiện tinh thần thể thao cao thượng, tạo nên nét đẹp văn hóa trong thể thao, cống hiến cho khán giả những pha bóng hay những bàn thắng đẹp. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc giải bóng đá bất động sản Triệu Sơn lần thứ nhất. Một lần nữa, kính chúc sức khỏe các quý vị đại biểu, các trọng tài, các cầu thủ và các cổ động viên. Chúc cho giải đấu thành công tốt đẹp ạ. Xin chân thành cảm ơn ạ. Xin được trân trọng cảm ơn ông Lê Nam, trưởng ban tổ chức của giải đấu. Và sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đại diện của tổ trọng tài sẽ trở về khu vực sân khấu để cùng đọc lời tuyên thệ cho giải đấu. Xin mời. Kính thưa ban tổ chức, kính thưa các vị khách quý, thưa toàn thể các cầu thủ về tham gia giải đấu. Tôi, trọng tài Nguyễn Anh Năng, thay mặt cho lực lượng trọng tài để tham gia được về giải đấu, xin tuyên thệ: một, tuyệt đối chấp hành điều lệ quy định của ban tổ chức đã đưa ra; hai, điều khiển trận đấu đúng luật thi hành; ba, điều khiển trận đấu với tinh thần khách quan, trung thực, công tâm vì sự thành công của giải đấu. Xin tuyên thệ, xin tuyên thệ, xin tuyên thệ. Xin được trân trọng cảm ơn đại diện của tổ trọng tài đã cùng đọc lời tuyên thệ trước giải đấu năm nay. Và kính thưa quý vị, và sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời các đội trưởng của các đội, chúng ta sẽ cùng vui lòng di chuyển trở về cùng sân khấu để cùng thưa quý vị, trước khi nhận cờ lưu niệm, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời cầu thủ sẽ trở về khu vực sân khấu để cùng đọc tuyên thệ. Xin mời cầu thủ Trần Duy Vượng đến từ FC BK Group. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, kính thưa ban tổ chức giải, thưa toàn thể các lãnh đội, vận động viên và các cổ động viên yêu quý. Tên tôi là Trần Duy Vượng, đội trưởng đội bóng FC BK Group, xin phép được đại diện cho toàn thể vận động viên các đội tham giải bóng đá bất động sản Triệu Sơn lần thứ nhất năm 2022. Xin hứa chấp hành nghiêm túc các quy định và điều lệ thi đấu của ban tổ chức giải, chấp hành sự điều hành của trọng tài, của ban tổ chức trong quá trình thi đấu trung thực, hết mình với tinh thần giao lưu học hỏi, thi đấu fair play, đoàn kết. Xin hứa, xin hứa, xin hứa.
Xin được trân trọng cảm ơn cầu thủ Chuẩn Duy Vượng đến từ FC BK Group. Và tiếp theo chương trình, chúng tôi xin được trân trọng kính mời các đội trưởng. Chúng ta sẽ cùng vui lòng di chuyển trở về khu vực sân khấu để cùng nhận cờ lưu niệm. Xin mời đội trưởng của các đội. Xin mời đại diện của ban tổ chức sẽ cùng trở về khu vực sân khấu tặng hoa và cờ lưu niệm cho đại diện của các đội. Xin được cảm ơn các thành viên của các đội bóng và xin được cảm ơn các doanh nghiệp bất động sản của Triệu Sơn đã đến với giải đấu năm nay với tinh thần thể thao đoàn kết và nâng cao sức mạnh tinh thần thể thao và đưa thể thao huyện nhà lên một tầm cao mới. Với giải đấu năm nay hứa hẹn sẽ có rất là nhiều những trận đấu vô cùng đặc sắc với những pha bóng vô cùng chuyên nghiệp đến từ các cầu thủ của các câu lạc bộ đến với giải đấu năm nay. Xin một lần nữa cảm ơn đội trưởng đại diện của các đội. Xin được chúc cho các đội sẽ có những trận đấu thật thành công. Xin được cảm ơn rất nhiều. Xin mời tổ trọng tài sẽ cùng vui lòng di chuyển về cùng sân khấu để cùng nhận cờ lưu niệm, cùng chụp hình lưu niệm với cùng với đội trưởng của các đội. Xin được cảm ơn rất nhiều và xin được chúc mừng. Và tiếp theo chúng tôi xin được trân trọng kính mời các đội, chúng ta sẽ cùng chụp hình lưu niệm và chuẩn bị cho trận đấu mở màn của giải đấu năm nay. Thưa quý vị thân mến, sau khi chụp hình lưu niệm xong, chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu khai mạc trong buổi chiều ngày hôm nay. FC Golden Land 36 sẽ gặp FC Phúc Anh Land. Và đây sẽ là trận đấu mở màn cho chương trình khai mạc giải đấu năm nay, giải đấu bất động sản Triệu Sơn lần thứ nhất năm 2022. Và đây cũng là cặp đấu hứa hẹn sẽ đem lại rất nhiều những kỳ tích và rất nhiều